Độc lạ quán ăn Việt Nam, bà chủ bán bánh bèo thẳng thừng mắng khách cà trớn. Ảnh là sao? Tại vì khách hàng ăn cà trớn. Nhiều khi khách hàng mà lại đây đi chừng 3 đứa thôi mà kêu 10 chén của ba không bán. Ngày thường bán bánh, chủ nhật nghỉ đi mua vàng. Chứ mày nha, thì đi chợ, thứ nhật người ta đã đi mua vàng. Bà cụ U90 ở Bình Dương bán ổ bánh mì 5.000 đồng, mua nhiều không bán. Mua hết được không? Không, để cho ta ăn chứ, ăn ta đi rồi. Quán bò giá 100 cành, bàn ghế phục vụ trị giá 4 cây vàng. Vàng có 2 triệu mấy lượng mà mua cái bàn nó 8 triệu đó. Bình thường người ta mở quán bán buôn là để lấy lời, nhưng ở Việt Nam cũng có nhiều bà chủ xá lơ lắm, mở quán vì đam mê thôi. Sở dĩ nói thế là vì có những hàng quán mở ra chủ yếu để phục vụ người nghèo, hoặc bán vì thích chứ không phải để làm hài lòng khách hàng. Ví như quán bánh mì gánh của bà cụ ở Bình Dương chẳng hạn. Bà tuy đã U90 rồi, nhưng hàng ngày vẫn dậy sớm từ 2 giờ sáng, làm lụng vất vả để cho ra những ổ bánh mì ngon lành. Giá của mỗi ổ bánh mì mà bà bán chỉ 5.000 đồng. Được hỏi vì sao không tăng giá để kiếm lời hơn, bà vui vẻ cho biết bà lời đủ xài được rồi. Mì này nay bà bán bao nhiêu một ổ? 5.000. Ủa sao bán 5.000 hả? Bằng giá bánh mì lên. Không. Bán gì 5.000 sao có lời? Không, bà cô không có tiền. Hôm xưa bà cũng bán có 3.000. Trời ơi, bán rồi sao có lời? Có, bà ăn mà. Hả? Bà ăn hả? Ăn mua 3.000. Hôm nay bà bán được 100 ổ không? Ừ. Trời ơi. 130 ổ. Khoảng tầm hơn 7 giờ sáng là 130 ổ bánh mì của bà đã bay hết veo. Bên cạnh đó, các TikToker khi ghé qua ngỏ ý mua hết bánh để bà về sớm nhưng bà từ chối ngay lập tức. Mua hết được không? Không, để cho ta ăn chứ. Ăn ta đi rồi. Cũng khiến cư dân mạng phải quan tâm không kém là quán bánh bèo nằm ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. TikToker đến đây mua bánh thường gọi đây là quán bánh bèo Chảnh. Ngay khi nghe thấy mọi người gọi quán là Chảnh, bà chủ lập tức phản ứng. Chảnh là sao? Tại vì khách hàng ăn cà trớn. Nhiều khi khách hàng mà lại đây đi chừng 3 đứa thôi mà kêu 10 chén của ba không bán. Chảnh cũng có lúc của ba chảnh á. Ăn mà nó vô mà ăn cái chỉ này, chỉ kia. Ít đó nha ba, ít, ít là sao? Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Tuy là bán bánh bèo nhưng bà chủ cũng có lịch trình chiêu vô cùng. Bình thường thì bán bánh bèo, thứ bảy nghỉ đi chợ, còn chủ nhật nghỉ đi mua vàng. Ai không biết còn nghĩ bán bánh bèo giàu lắm, mà giàu thiệt. Chứ mày á, thì đi chợ, thứ nhật người ta đã đi mua vàng. Không bị chê Chảnh, nhưng quán bò cũng ở thành phố Hồ Chí Minh này lại làm khách hàng té ngửa khi đi ăn mà ngồi lên những chiếc bàn chiếc ghế trị giá mấy cây vàng. Vàng có 2 triệu mấy lượng mà mua cái bàn nó 8 triệu đó. Theo TikToker giới thiệu thì quán bò này bán từ năm 1976. Hồi đó vàng có 2 triệu một lượng, bộ bàn ghế quán mua 8 triệu đồng, tương đương 4 cây vàng lúc đó. Vì đất nên bền, đến giờ bộ bàn ghế vẫn sáng loáng bóng đẹp. Mỗi phần ăn ở đây trung bình khoảng 100 càng, người ăn ngồi lên bộ bàn ghế 4 cây vàng cũng cảm thấy sang hơn hẳn. Cô bán ở đây từ năm 1976 tới giờ luôn á. Cái bàn hồi xưa mà bà cô mua á, tới 8 triệu lần. Mà lúc đó 1 cây vàng có 2 triệu à.